hai là mình sẽ đưa ra những cái gợi ý để cho con khi mà bác giờ ăn dặm thì nó sẽ hợp tốt với bố mẹ và sẽ ít gây ra cái tình trạng biếng ăn đó. Thì sau đây là những cái nguyên tắc mà mình đưa ra thì bố mẹ cần tham khảo. Thứ nhất là sẽ không cho con ăn dặm quá sớm đó. Bố mẹ nên đợi để cho con đủ 6 tháng thì mình mới cho trẻ ăn dặm. Nó sẽ tăng cái độ thô theo đúng cái lứa tuổi của trẻ thì nó sẽ hợp lý nhất. Đó. Thứ hai nữa là bốn không. Thứ nhất là không ăn rau. Không ăn rau nghĩa là mình không có bồng trẻ bưng cái bát cháo đi quanh ngoài đường hoặc là đi quanh xóm để cho trẻ ăn. Đó. Thứ hai là không tivi, không điện thoại trong quá trình ăn thì mình cũng sẽ tắt hết tivi, điện thoại để cho trẻ nó tập trung vào trong cái bữa ăn. Đó. Tiếp theo nữa là mình sẽ không nêm gia vị vào trong cái bữa ăn của trẻ khi mà trẻ dưới 1 tuổi. Đó. Vì khi mà mình cho gia vị vào trong cái bữa ăn của trẻ thì nó sẽ làm cái vị giác của trẻ nó không tốt, nó làm hỏng cái vị giác của trẻ. Đó. Cho nên là mình tốt nhất là mình không nên cho cái gia vị bất kỳ là một loại gia vị nào ở trong cái bữa ăn của trẻ. Tiếp theo nữa là không có vừa ăn vừa chơi. Đó. Còn không kiểu là vừa ăn mà bài rồi chơi ra một một bò như vậy, là vừa ăn vừa cầm vừa chơi như vậy thì sẽ không có làm cho trẻ nó không có tập trung. Đó. Tiếp theo nữa mình ràng kỷ luật trên bàn ăn thay vì ép con ăn. Đó. Thì cái việc ràng này thì nó rất là tốt cho trẻ khi mà trẻ lớn đó, vì nó đã có một cái thói quen từ nhỏ cho tới lớn. Đó. Mình sẽ không có ép con ăn đâu mọi người. Mình sẽ tới bữa ăn mình sẽ mời con ăn. Đó. Mình sẽ mời từ 1 cho tới 3 lần. Đó. Nếu như mà con không ăn nữa, ok mình sẽ dọn. Và sau cái bữa đó mình sẽ không có cho trẻ ăn bất kỳ một cái loại thực phẩm bổ sung nào. Đó. Sữa, bánh là không. Tới bữa giờ sau, tới cái giờ tiếp theo, tới bữa ăn tiếp theo mình mới cho trẻ ăn tiếp. Như vậy thì trẻ mới biết được là không ăn thì sẽ bị đói. Đó. Bữa sau thì trẻ nó sẽ tự biết được và nó sẽ ăn vào cái bữa sau. Đó. Tiếp theo nữa là mình chia cái bữa thời gian ăn cho trẻ sao cho nó phù hợp. Như là từ 6 tháng thì mình sẽ cho trẻ ăn, mới vừa làm quen với thức ăn mà, nên mình sẽ cho trẻ ăn một bữa một ngày. Đó. Tùy thuộc vào cái thời gian mà bố mẹ sắp xếp. Đó. Thường thường thì sẽ khoảng vào buổi sáng, khoảng 10 giờ sáng. Như vậy thì sẽ giúp cho cái hệ tiêu hóa của trẻ làm việc tốt hơn. Rồi. Trẻ từ 7 cho tới 8 tháng thì sẽ ăn hai bữa và cộng thêm một bữa phụ là trái cây. Đó. Bữa phụ này có hay không chi cũng được. Đó. Còn hai bữa cháo. Rồi. Trẻ khi mà tới vào 9 tháng thì sẽ bắt đầu vào ăn ba bữa. Đó. Mà cái này thì cũng sẽ không hoàn toàn bắt buộc vì sẽ tùy thuộc vào cái sở thích của trẻ. Cái thời gian bố mẹ sắp xếp mà mình có thể cho trẻ ăn hai tới ba bữa, ít nhất là hai bữa thôi mọi người. Đó. Như vậy thì sẽ giúp cho trẻ nó sẽ hợp tốt ăn hơn. Đó. Thì cái việc mà mình chia như vậy thì nó sẽ giúp cho trẻ có khoảng thời gian hấp thụ đồ ăn, hấp thụ đồ ăn trong quá trình mà mình cho ăn đó, thì nó sẽ hấp thụ hoàn toàn và nó sẽ tốt cho sức khỏe của trẻ. Và đặc biệt là mình sẽ không ép trẻ ăn nha mọi người. Mình mời, nếu như mình mời mà trẻ nó không ăn, ok mình sẽ dọn để cho trẻ nó không có bị tâm lý khi mà ăn như vậy. Rồi, cảm ơn mọi người đã coi video của mình nhé. Bye bye.